Chợ Xanh Hoàng Thịnh xin được mến chào bà con anh chị mình. Rất là vui khi gặp lại anh chị bà con mình trong cái video clip này. Một video clip mà Chợ Xanh Hoàng Thịnh muốn chia sẻ cho anh chị về một bất động sản nhà vườn cho những bà con nào có kinh tế kha khá muốn về đây lập vườn và nghỉ dưỡng. Xin thưa bà con anh chị mình, trên màn hình anh chị đang xem là ngay ngã tư chợ Rạch Kiến nha, thuộc xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Hướng này là hướng mình về chợ Bình Chánh thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị. Từ vị trí này nè mà anh chị muốn đi chợ Bình Chánh thì chợ Xanh Hoàng Thịnh thấy mất tầm khoảng 15 phút thôi nha, cũng khá gần đó anh chị. Rồi, đây là con đường mình vào lô đất đây anh chị. Con đường này thì hiện tại chợ Xanh Hoàng Thịnh không thấy để tên đường ha anh chị. Hỏi người dân thì người dân nói là đây là đường Long Hòa Phước Dân, thì mình tạm gọi là như vậy nha. Từ cái vị trí này nè anh chị vào trong lô đất thì mất tầm khoảng 3 km, và mình đi là đường xe tải vào tới đất nha. Và lô đất của chợ Xanh Hoàng Thịnh muốn chia sẻ cho anh chị đây là một lô đất vườn gồm 2000 m, nằm trên đường xe tải. Chủ cũng đang trong thời gian khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ra với cái giá cũng thật là dễ thương cho một lô đất vườn nằm trên đường xe tải ha anh chị. Và cái giá công khai của lô đất vườn này là 2.500.000.000 trên một công đất. Và điều đặc biệt trên cái lô đất vườn này là toàn bộ khu đất vườn này trong tương lai sẽ lên thị trấn Cần Đước nay mai nha anh chị. Rồi, bây giờ không để mất thời gian của bà con anh chị mình nữa. Mời bà con anh chị mình cùng song hành với chợ Xanh Hoàng Thịnh vào xem đất nha. Xin mời. Xin chào, chào mừng tất cả bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn đã trở lại với kênh Nhà Đất Chính Chủ chợ Xanh Hoàng Thịnh. Hôm nay mình rất vui khi gặp lại bà con anh chị và các bạn trong cái video clip này. Cảm ơn bà con anh chị, các nhà đầu tư và các bạn trong thời gian qua đã đăng ký và ủng hộ kênh cho mình. Việc đăng ký và ủng hộ kênh mà bà con anh chị đem lại là việc làm mà chợ Xanh Hoàng Thịnh xin lấy đó làm niềm vui, động lực và hết sức trân quý tình cảm đó của bà con anh chị mình. Bà con anh chị vui lòng bấm đăng ký kênh miễn phí, ấn chuông thông báo để cập nhật được bất động sản mới nhất và sớm nhất nha. Mọi ý kiến đóng góp về nhu cầu bất động sản, cô chú anh chị xin để lại dưới phần bình luận để mình ngày càng có những sản phẩm hoàn thiện hơn. Chợ Xanh Hoàng Thịnh mến chúc bà con anh chị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Rồi, hiện tại thì chợ Xanh Hoàng Thịnh đang đứng ngay cái vị trí đất đây anh chị. Đây là con đường xe tải ha, hướng ra ngã tư chợ Rạch Kiến đó anh chị. Xung quanh cái phía trước khu đất mình á, trồng rất là nhiều xả luôn anh chị ơi. Có một cái chòi lá ngay đầu vị trí của lô đất mình đây, cạnh với một căn nhà của một hộ dân sinh sống gần lô đất. Và đây là cái vị trí đầu tiên của lô đất mình ha, ngay cái cạnh của cái ao luôn đó anh chị. Từ cái vị trí này anh chị chạy dài ra tới phía bên kia luôn anh chị, là mặt tiền này là mình tính 50 m nha anh chị. Khi mà anh chị đồng ý giá cả xong xuôi cả rồi thì mình sẽ mời bên thứ ba có thẩm quyền vào đo chính xác vị trí đất ha. Và chợ Xanh Hoàng Thịnh thấy có một cái ao ở phía tay trái, và cái ao này có thể đào để mình tưới vườn anh chị quanh năm. Ở đây thì trồng khá nhiều bồ ngót nha, bồ ngót khá tươi tốt. Có lẽ đất ở đây cũng khá màu mỡ, toàn bộ là đất thịt hết nha anh chị. Đất để trồng vườn, không có đất cát pha lẫn vào đây ha. Chợ Xanh Hoàng Thịnh đang đi từng bước cuối cùng để tới cái vị trí đất cuối cùng của cái lô đất vườn này đây. Cũng xin nhắc lại, chủ của lô đất vườn này là rao bán 2 công nha anh chị, không bán 1 công nha. Và cũng chưa đo chính xác cái vị trí của lô đất mình. Cũng xin nói thêm là cái sổ này là hơn 2000 m nha anh chị. Đều là một chủ, mình ước chừng từ vị trí này nè anh chị ra tới bờ ao ha là đủ diện tích đất
mặt tiền 50m này và cái chiều sâu ở phía trong đây là những dòng bồ ngót. Mình cứ từ vị trí ở phía đường này mình tính vào 40m là được cái lô đất vườn vuông vước 2000m. Ở đây chợ xanh Hoàng Thịnh chỉ đại khái nhắm tầm như đó. Nếu anh chị có nhu cầu giá cả thuận lợi ok hết thì mình sẽ mời bên thứ ba vào đo đạc lại cho chính xác cái vị trí đất của mình ha, không lẫn vào đâu cả, anh chị yên tâm về vấn đề này. Đây là một lô đất vườn mà chợ xanh Hoàng Thịnh thấy đang trồng bồ ngót khá xanh tốt, bây giờ thì lại kêu bán. Xin thưa bà con anh chị mình, đây là những cảnh quay xung quanh cái lô đất vườn của mình nha, để bà con chị mình nắm được cái vị trí xung quanh khu đất mình đang tham khảo. Trước tiên thì chợ xanh Hoàng Thịnh thấy vẫn có nhà ở rất là nhiều nha anh chị, đặc biệt là một con đường đang trải đá xanh, và cũng theo một cái lời kể của một người dân ở gần đây thì con đường này đang làm có thể là sẽ lên nhựa. Rồi sau đây mời bà con chị mình xuống xem thực tế lô đất luôn ha. Thì cái này cũng chưa đo chính xác nên chợ xanh Hoàng Thịnh nhắm tầm tới cái khoảng này là 40m ha. Mình chỉ ấn tầm đại khái như vậy. Đất vườn chợ xanh Hoàng Thịnh thấy rất là đẹp, rất là màu mỡ anh chị ơi. Cái này mình trồng vườn cây trái thì tốt, không còn gì để bàn luôn ha. Đặc biệt là anh chị xây một cái nhà vườn xung quanh đây và anh chị có thể tận hưởng cuộc sống đồng quê êm ả thanh bình này. Tại khu vực bán kính 3 km ở ngay gần trung tâm ngay chợ Rạch Kiến này, chợ xanh Hoàng Thịnh nghĩ cũng không lâu nữa đâu, nơi đây sẽ ồn ào náo nhiệt do ảnh hưởng của sự phát triển gần thị trấn Cần Đước. Dịch vụ tiện ích đi kèm nơi đây thì cũng khá nhiều nha anh chị. Trong đây thì buôn bán còn hơi hạn chế một chút xíu, chứ anh chị chạy tầm khoảng 3 km ra tới chợ Rạch Kiến rồi thì ôi thôi, cái gì cũng có cả, không thiếu thứ gì. Đặc biệt là giá thì rất là phải chăng luôn nha anh chị. Theo chợ xanh Hoàng Thịnh đánh giá là như vậy. Đây là phía cái ao đó anh chị, một cái ao mà cung cấp nước cho cả cái khu vườn này khi mùa khô tới. Anh chị nhìn thấy thích mắt không anh chị? Thì chợ xanh Hoàng Thịnh cũng xin chia sẻ thêm về cái cách nghĩ của mình về lô đất này ha. Nếu không phải, bà con anh chị mình bỏ qua giùm. Nếu anh chị có kinh tế khá giả thì anh chị mua đất rồi lên khoảng 100-200m đất thổ đó anh chị, rồi mình xây nhà cấp 4 kiên cố tại đây. Toàn bộ lô đất thì mình có thể lập vườn để dành sau này cho con cháu mình đều có lợi cả. Còn cái cách thứ hai thì anh chị mua lên đất thổ toàn bộ hết ha, rồi mình phân chia lô nền cho hợp lý, mình kinh doanh và bán ra đều có sinh lời cao, vì cái mặt tiền xe tải mình nè là tới 50m lận, khá là dài đó anh chị. Trên một cái con đường thì phải nói là xe tải vào tới tận nơi luôn ha, không có gì mà cách trở cả. Từ cái vị trí này nè, anh chị chạy tới ngay chợ Bình Chánh thì nghỉ mất tầm khoảng 20 phút tới 25 phút đi xe máy. Rồi, sau đây chợ xanh Hoàng Thịnh cũng xin nhắc lại chi tiết về cái lô đất vườn này để anh chị một lần nữa nắm rõ hơn ha. Lô đất vườn này nằm trong xã Long Hòa, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, ngay chợ Rạch Kiến vào 3 km nha anh chị. Lô đất với diện tích là 2000m đất vườn, mặt tiền xe tải là 50m, sâu vào 40m, một diện tích mà mình phân lô nền khá hợp lý đó anh chị. Hướng đất là hướng đông, một hướng khá là đẹp luôn. Và giá của chủ đưa ra cũng khá hợp lý cho các anh chị bà con mình đầu tư mua bán đất động sản ha. Giá là 2.500.000.000 trên một công đất. Vị chi thì mình tính 2000m 5 tỷ chẳng anh chị. Và giá này còn được bớt lọc nha anh chị, thương lượng khi gặp trực tiếp với chủ. Rồi, vài cái thông tin cũng khá đầy đủ về cái lô đất này. Nếu bà con chị nào quan tâm muốn biết thêm thông tin thì hãy liên hệ ngay trực tiếp chính chủ mà chợ xanh Hoàng Thịnh chia sẻ, số điện thoại dưới góc phải màn hình đây.
Nếu anh chị nào quan tâm về bất động sản ở Long An và ủng hộ thì xin hãy bấm đăng ký kênh miễn phí để theo dõi được nhiều bất động sản hơn mới nhất và sớm nhất trên kênh Chợ Xanh Hoàng Thịnh nha. Cảm ơn tất cả bà con anh chị mình đã quan tâm và ủng hộ Chợ Xanh Hoàng Thịnh trong thời gian qua. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại bà con chị mình trong những cái video clip tiếp theo nha.